Bây giờ thì các cầu thủ sẽ tập bài tạt cánh đánh đầu. Ai mà đánh đầu, đội nào mà đánh, mỗi đội sẽ là 3 cầu thủ. Đội nào mà đánh đầu thành bàn thì sẽ được 3 điểm. Còn nếu như mà dứt điểm thành bàn thì sẽ được 1 điểm. Again! Wow! No! Again! 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 Again!
Trời tối rồi. Sớm này cũng tập trung khổ rồi. Không có gì gặp sáng ơi, xin mời sáng ơi. Mặt thôi, lau mà thôi. Mù lau sai. Ui, mẹ ui. Trời ơi, anh mới điệp mẹ. Anh chút chặt mà. Mẹ mới điệp mẹ, mới điệp mẹ. Tôi chút chặt mà, tôi chửi tới. Anh thắng cho bành lên, thắng bỏ, thắng không ra. Thành chẳng gì. Ôi đó hả, bành lên thắng ra. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chạy như vặt cái mẹ luôn. Quát của mày. Cơ cơ cơ. Đâu 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 đâu. Come on.
vai. Ra vai. Một bên đây. Nam ơi, có anh Nam ơi. Nhẹ nhàng thôi Sơn ơi. Anh ơi. Sơn ơi. Anh Nam ơi, tay của anh đâu? Thương ơi. Thương ơi. Rồi, tao có điểm nào chưa? Tao ơi, đợi có điểm nào chưa? Có điểm nào chưa? Ow!
Sân bên kia rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.